cái giống này là cây này ở đâu vậy em nhỉ? Sapa. À Sapa. Có phải Sapa mới có lạnh mới có cái cây này không nhỉ? Cái này. Sau khi hoa của nó là có trắng hay là hoa là màu nó là chốt mà trời nó màu hồng. À. Còn là ra ngoài ngoài nắng này nó trong ngày nó màu trắng. Trắng. Xin chào mọi người nhé. Và hôm nay thì đã là ngày 20 Tết Giáp Thìn. Và ngay lúc này thì mình đang có mặt ở trước cửa chợ hoa sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên thì cái không khí mua bán đào quất của bà con vẫn còn khá là ảm đạm các bạn nhé. Và ngay bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng vào để tham quan cũng như chiêm ngưỡng những cái tác phẩm độc đáo mai đào của bà con khắp các vùng miền quy tụ tại nơi đây các bạn nhé. Cho anh hỏi cái giá mà bình thường như thế này thì độ khoảng bao nhiêu tiền một gốc của em? Gốc này thì nó vào 3 triệu. Ví dụ cái gốc đây em đang làm đấy. Vâng, là 3 triệu. Gốc bé là 2 triệu. Đây người ta gọi là đào đào rêu à? Đào. Đây là nhất chi mai. Nhất chi mai á? Nhất chi mai. Cái giống này là cây này ở đâu nhỉ em nhỉ? Sapa. À Sapa. Có phải Sapa mới có lạnh nên mới có cái cây này Sapa nhỉ? Sapa nó cái này. Còn cây này xứ nó cũng trời. Sau cái hoa của nó là có trắng hay là hoa nó màu? Nó là chỗ mà trời nó màu hồng. À. Còn ra ngoài ngoài nắng này nó trong nhà nó màu trắng. Trắng. Trong nhà. Còn ở trong ngoài thì nó màu hồng. Thì ra nắng nó là màu hồng. Vâng. Hay nhỉ. Như cái này em tính là nở vào dịp Tết đấy à? Em à đây. Muốn nhất trở về muốn nhất đấy. Năm trở về sớm muốn nở. Trở sớm nở. Đây có đuôi cái đã nở đấy đây này. Đấy. Kinh đây. Đấy ở ngoài nó màu trắng. Đấy đấy, hình cái đấy. Ở ngoài trời thì nó màu hồng. Ừ. Nó trắng. Trời cây này mới là đỉnh nhỉ, đẹp. Bao nhiêu một gốc đây ạ? À? Dạ, gốc nào? Đây bọn tôi nhớ này tôi tập 2.5 đồng. 2.5 đồng. 2.5 triệu. 2.5 triệu. Vâng. Là cái tầm sàn này. Vâng, bọn tôi nhớ này. Vâng. Không phải bác thế để cho bà con người ta nắm được giá. Vâng. Thank you.
Theo như anh chủ anh nói là 2 triệu rưỡi, chắc tầm 2 triệu đây. Quy giúp đào khủng. Và đây là tác phẩm độc đáo, đào khủng. Gốc đào to như gốc mít. Ký mua bán thì vẫn còn rất là ảm đạm. Đào quất thì khá là tuyệt vời, tuy nhiên thì người mua sắm cũng chưa thấy đâu. Các cô bán hàng vẫn còn đang nấu cháo điện thoại đây. Không khí chưa được sôi động cho lắm. Đây là những cái chậu mai xinh xinh. Nhỏ xinh quá. Mai vừa vừa này nhỏ để bạn chơi bạn nước trong này. Mai mà to quá lại đẹp. Mình xin tạm dừng video tại đây và xin gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Xin chào.